Dạ bà con, hôm trước ai đang cần cái con ghe tầm 19 20 tấn mà giá rẻ, mê nhôm. Giá cực rẻ luôn, thì hôm nay có hàng cho cô chú anh chị tiếp đáp inox nha. Ngang 2m8, dài 14 thước, mê nhôm nè. Cây cối thì kịch cỡm đó. Mời cô chú anh chị mình coi giá cực rẻ ngày hôm nay. Dạ chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con mình thật là nhiều sức khỏe luôn. Dạ xem kênh bấm một cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình một con ghe mũi trẻ. Tầm khoảng 19 20 tấn nha cô chú anh chị. Và giá bán thì hôm nay bán rẻ dữ lắm cô chú anh chị. Do hôm qua em không có nhu cầu sử dụng. Còn kêu cho cô chú anh chị mình nha. Mê nhôm, mũi trẻ. Hiện tại bé này thì nó chưa có máy. Tiếp lắp inox. Tí xíu vô cho mình coi nha cô chú anh chị. Anh báo anh đang coi giùm ở dưới phần tiếp lắp rồi. Kích thước thì bây giờ em này với chiều ngang là 2m8 và chiều dài là 14 thước. Tâm hạ thì sâu ngút ngàn nha cô chú anh chị. Từ ngay ông ba xuống phía dưới đó sâu dữ lắm. Tí xíu nữa xuống cho bà con mình coi. Này tổng dáng em nó nè. 2m8. 2m8 14 thước nha cô chú anh chị nha, tầm khoảng 20 tấn. Dáng ghe rất là đẹp nha cô chú anh chị. Con này nổi cao. Và bé này thì nó có giấy nha cô chú anh chị nha. Bà con mình ai cần giấy thì liên hệ, con này nó có giấy luôn. 2m8. Ghe hiện tại đang nằm cách cầu Rạch Miễu Bến Tre tầm khoảng 5 phút chạy xe. Và bà con mình chẳng hạn như có cần làm việc gì về những cái con ghe lớn như này á thì liên hệ trực tiếp qua ông ba để được cái giá ưu đãi và được gửi lọc nha cô chú anh chị. Giá rẻ lắm. Vỏ không nha bà con. Em báo luôn cho cô chú anh chị mình luôn ngay 2 phút đầu tiên. Và con này hiện tại bây giờ ông ba em kêu giá chỉ 30 mấy triệu thôi. Ba mấy triệu thôi nha cô chú anh chị nha. Đây nè. Mặt mũi ghe cũng rất là xinh cô chú anh chị. Ba mấy triệu trong tầm giá này, bây giờ vô trong mình coi thử cái cây cối nó như thế nào nha cô chú anh chị. Quá đã luôn. Đây là cái tổng cái mặt của em đó nè cô chú anh chị. 2m8. Mặt ác cực kỳ luôn. Rất là đã bà con. Con này nổi cao nước luôn á. 2m8 dài 14 thước. Tầm 19 tới 20 tấn. Mặt nó ghê hồn không. Đây, mời bà con mình vô phía bên trong với em. Dạ đây là tổng dáng bên cái phía bên trong của em nó nè cô chú anh chị. Ghê thiệt bà con. Từ công đà ốp ra luôn. Rồi ra miệng luôn nha. Vàng xương thôi lạnh lùng cô chú anh chị. Đâu anh Đạt xuống rồi. Anh Đạt đứng mà ngút cái đầu anh Đạt luôn. Chưa tới bây gió nữa. Chưa tới lá phủ nữa. Ghê thiệt. Quá đã bà con. Ngay vị trí mũi này nè. Là ốp inox. Hai cái thanh của ốp khẩu mũi inox luôn. Ghe thì cặp ốp ga ngay. Nè anh Đạt để cái giò vô. Ngay cái ốp ga em coi cái anh Đạt. Đúng rồi, ịn cái giò vô. Đây. Ốp ga thì 7 7 30 7 3 35 luôn nha cô chú anh chị. 30 35 gì á. 7 phân. 30 không? 7 30. Từ đầu tới đuôi. Cặp trên nè. Cặp trên. Cái gì ạ? Rồi. Cặp trên thì như anh Đạt nói là từ ngay cái dây mũi nè, đi thẳng ra tới sau lái luôn. Cặp trên là 6 25, ở dưới là 7 30. Đào máy có sẵn nha cô chú anh chị nha. Đi em đứng đây cho cô chú anh chị mình coi cái dàn xương thôi. Tí xíu nữa em xuống dưới em sẽ cận từng chi tiết cho cô chú anh chị. Dàn xương khích rịch luôn ha. Chỉ 39 triệu thôi. Và có gửi lọc lại cho cô chú anh chị mình. Bà con mình có cần đặt máy, mang máy xuống đây. Ông ba sẽ sắp xếp đội đặt máy cho cô chú anh chị mình tại đây. Để cho cô chú anh chị mình về ha. Hiện tại cái nền này lúc trước ông ba nói là chạy Isuzu 4. Đây, quá đã chưa. Dàn xương nè. Dàn xương khích rịch sắc rạc luôn. Tầm 19 20 tấn nha cô chú anh chị nha, 2m8, 14 thước. Rồi, bây giờ mời bà con mình vô chi tiết với em nè. Chà pha, đây là cận chi tiết của em ghe 20 tấn của chú anh chị mình, em ghe giá rẻ nha. Ghe giá rẻ thì mình không có trông chờ tới cái chữ cọp được nha cô chú anh chị. Dạ em nói chỉ tới chữ đẹp thôi, chứ cọp thì em nó không tới nổi. Giờ giá nó rẻ, còn ghe cọp thì giá không rẻ đâu. Đây nha cô chú anh chị. Nhưng mà vàng công, vàng be, vàng ốp ra của em nó thì rất là long lanh. Công đà thì 7-12. Rất là xuất sắc nha cô chú anh chị. Cây nào cây nấy tổ chán không à.
đây nè, cái ga miệng nè, chú anh chị mình thấy không, ga miệng á, chọn thẳng ra tới sau đít luôn, qua khỏi vách mui luôn. Còn ốp ra thì đây, từ dây mũi nè, và đi thẳng tới ngay cuối lái ở dưới đó chú anh chị. Rồi bây giờ em nhảy xuống hầm lồng son để em quay cho cô chú anh chị mình lồng dưới luôn, rẻ lắm nha, chỉ có 39 triệu và có gửi lọc cho bà con. Và đây là toàn bộ cây cối ở trong lồng son nè cô chú anh chị. Ê hụt giò, trời ơi nó sâu mũi kìa, giá rẻ mà cứng dữ thần nha cô chú anh chị. Vậy bà con mình tăng bao lúa chở lúa được nè, chở đồ nặng thì vô tư thoải mái nha, cam kết luôn. 7:30, 6:25 đã thiệt. Cây dưới đây thì thôi tổ chán rồi, công đà thì 7:12 nha cô chú anh chị nha. Đây, công đà thì còn vuông gốc luôn, rất là sướng, cực kỳ đã luôn bà con, bự lắm. Nguyên dàn xương thì kích rịch nè, gà siêu cứng luôn. Đảm bảo trong cái tầm giá này em quay sẽ nhiều cô chú anh chị mình lựa chọn được bé này để về làm ăn, làm công việc mau thu hồi vốn. Con coi nè, kỳ không, 39 triệu thôi nha cô chú anh chị. Ok, bà con này nó có giấy tờ cho bà con mình, có giấy chủ quyền. Rồi bây giờ vô trong nè, tiếp lắp, tiếp lắp gì đây. Ê gì anh báo, hết hồn, hết hồn, trời ơi. Lắp 50 inox, tiếp 76 inox, 76-50 nha cô chú anh chị. Mặt tổ còn, con này chinh dịch còn luôn nha, rút cái máy lên thôi. Tiếp bánh lái inox. Rồi bây giờ mình coi lại ở ngay vị trí hầm máy nhìn ra trước, cái rồi em ra hầm lái luôn cho cô chú anh chị mình. Cái cối em nói này, cái em cứng lắm nha bà con, tầm 19-20 tấn nha. Công đà dàn xương thì còn vuông góc luôn, góc ra thì có hai đôi, đôi miệng đôi dưới, đà máy còn, toàn bộ tiếp lắp đi nó hết, kể cả tiếp bánh lái luôn, xuống dưới luôn. Rồi, ra hầm lái nha cô chú anh chị. Và đây, vị trí cuối cùng là vị trí phía sau. Cái dáng sập mùi rồi cũng nói lên tên tuổi chiếc ghe đã lắm cô chú anh chị. Đây cần. Có mùi xương đó có em luôn. Ghe không có bựng nước nha cô chú anh chị nha. Nghe thì nói cao lắm. Tiếp đi nóc. Hầm lái nè. Mấy ghe bự nó thoáng lắm cho nên mấy phần này không có gì đâu cô chú anh chị. Rồi bà con mình thấy vừa mắt và liên hệ trực tiếp cho ông ba đến ngay cầu Rạch Miễu, alo ông ba chạy ra rước cô chú anh chị mình nha. Kích thước bé này thì 2m8, dài 14 thước, tầm 19-20 tấn, vỏ không hiện tại đang kêu là 39 triệu và có gửi lọc lại cho cô chú anh chị mình về mê nhôm nha. Cảm ơn bà con, tạm biệt, bye bye, bấm đăng ký. Còn cô chú anh chị mình có bán ghe ở đâu á, Tiền Giang, Bến Tre liên hệ em đi quay cho cô chú anh chị mình nha. Cảm ơn bà con, tạm biệt ạ.